Đây là món gỏi của chúng ta sau khi đã hoàn thành rồi các bạn. Món này thì rất là dễ thực hiện nha. Các bạn hãy làm thử để thay đổi cái khẩu vị của bữa cơm của gia đình mình ha. Nè, rất là bắt mắt. Các bạn có thể trộn xài này với nhiều cái loại khô khác nhau nha các bạn. Tùy theo sở thích của các bạn thôi. Chúc các bạn ngon miệng nha. Chào các bạn đã đến với cuộc sống miền quê nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một món gỏi với trái xoài. Thì ở ngoài vườn nhà có trồng mấy cây xoài nhưng mà giờ đầu mùa nó chỉ có một vài trái các bạn. Trái nó ra trước nên nó bự rồi. Hôm nay mình đi hái mình làm món gỏi đó với khô ha. Khô thì sáng mình mua rồi, giờ chúng ta sẽ đi hái xoài thôi nha các bạn. Đây. Không có xịt gì hết nên nó tự nhiên nó tự ra bông rồi, nó tự có trái luôn. Một số thì nó bự hơn ngón tay cái, còn một số thì mới ra bông nữa các bạn. Hôm kia mình thấy đây có một trái. Đây đây. Giờ chúng ta sẽ hái trái này vô để trồng gỏi nha các bạn. Trái này nó còn nhỏ. Nếu mà xử lý xịt thuốc thì nó sẽ ra nhiều lắm đó các bạn. Xài này là xài Đài Loan. Để làm món này thì chúng ta cần có nguyên liệu là một trái xoài nha các bạn. Còn đây đó là cá cơm với cơm khô. Cái này là lúc sáng mình vừa mới mua các bạn. Đây cá cơm. Cá cơm là mình chưa có rang nha các bạn. Chút nữa mình sẽ đi rang. Còn đây là đường, bột ngọt, nước mắm, rau găm và ớt. Giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nha các bạn. Bước đầu tiên là giờ chúng ta sẽ đi đi bào cái trái xoài này ha các bạn.
nó có phân nửa trái mà nó được phân nửa thao các bạn, nhiều rồi. Món này ngày xưa mình cũng hay trộn chổi với nhiều loại khô các bạn, các bạn có thể là trộn với các loại khô. Sau khi bào xong thì chúng ta sẽ có được thao xài nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ tiến hành, trong khi mà đợi đi gan khô thì bây giờ chúng ta sẽ ướp cho cái xài này nó thấm để cho nó bớt cái vị chua ha. Giờ chúng ta sẽ cho ở đây là đường và một xíu bột ngọt cho vào cho nó giảm cái độ chua của xài nha các bạn. Các bạn cho nước mắm vào luôn ha, để mình trong khi thời đợi thì mình để cho nó thấm gia vị vào trong xài rồi trộn đều lên ha các bạn, cho phần đường này nó thấm lên. Thao xài nó nhiều quá chắc bao nhiêu khô đây nó trốn trong cái đống xài này tìm không ra quá. Trong khi chờ đợi cho xài nó thấm với gia vị á các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi gan khô ha. Đây là khô cát cơm các bạn, rất là mới luôn, con khô người ta trẻ nữa nè, làm rất là công phu các bạn thấy không, khô nó trong trắng tươi, khô này là khô mới các bạn, nó trong á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi gan khô ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho chảo nóng và chúng ta sẽ đổ dầu vào để gan các bạn. Cho dầu nó nóng rồi chúng ta sẽ bỏ khô vào. Giờ dầu đã nóng rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bỏ khô vào ha. Các bạn để lên nhỏ thôi ha. Tại con này, khô này nó cũng nhỏ, nó mau chín lắm. Giờ khô gần được rồi nha các bạn, nó đã chuyển sang màu vàng rồi đó. Chắc tắt lửa được rồi. Được rồi các bạn. Đây là khô sau khi chúng ta đã gan này các bạn. Nó có màu vàng rất là bắt mắt ha. Giờ chúng ta sẽ tiến hành là trộn sau khi các bạn
ướp đường rồi các gia vị vào trong xài nữa các bạn, thì nó sẽ xèo xuống đó. Nó thấm rồi nó sẽ xèo xuống. Giờ chúng ta sẽ bỏ thêm rau găm nè vô cho nó thơm ha. Mình thì thích rau găm, mình thường thường trong gỏi mình thường gỏi bằng rau găm thôi, hoặc là rau thơm. Sau khi đã thấm đều các gia vị rồi các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra dĩa ha. Bây giờ chúng ta sẽ gấp gỏi ra dĩa nha các bạn. Các bạn sẽ bỏ bỏ khô lên trên mặt ha. Thêm vài lát ớt nữa cho nó đẹp nha các bạn. Vậy là món gỏi của chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Chúc các bạn ngon miệng ha. Đây là món gỏi của chúng ta.